Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về giải pháp trần của công ty cổ phần kiến trúc Isato. Thì tôi đang đứng tại một khu vực nhà vệ sinh do công ty chúng tôi thi công. Thì các bạn có thể thấy cái hệ trần của nhà vệ sinh rất là đặc biệt. Rất là nhiều gia đình là để cái hệ trần nhà vệ sinh cao thông rỗng từ trên xuống dưới thì nhìn nó sẽ không bao giờ được đẹp mắt, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ chát trần bê tông và để một cái hệ tường rất là cao từ dưới cốt nền đến cốt trần, hoặc cái giải pháp thứ hai người ta hay để là gì ạ? Người ta đổ thêm một cái lớp gác xếp bằng mái bê tông đó để gì ạ? Giảm cái chiều cao và tận dụng trên cái gác xếp bê tông đó để có thể để đồ đạc. Thì cái ưu điểm có thể để được đồ đạc, nhưng mà cái nhược điểm là gì ạ? Là chúng ta đứng ở trong phòng ngủ, chúng ta nhìn thấy cái lỗ nó không được đẹp về mặt thẩm mỹ. Và lời khuyên tôi bây giờ, đối với xu thế hiện đại này, đối với mỗi một công trình mà tiện ích thì mỗi tầng đều phải có một cái kho nhỏ để đồ. Chúng ta sẽ không để ở những cái gác xếp như thế này thì nó không đảm bảo về tính thẩm mỹ và không tiện trong quá trình sử dụng các bạn nhé. Và cái giải pháp thứ ba là chúng ta có thể sử dụng trần thạch cao chịu ẩm chịu nước, đúng không ạ? Thì cũng được, nhưng mà cái giải pháp đó sẽ không được đẹp và bền bằng cái giải pháp mà tôi giới thiệu các bạn hôm nay, đó là giải pháp là bằng trần nhôm. Đó, thì các bạn có thể xem một số các cái mẫu trần nhôm mà chúng tôi đang thi công. Hiện nay chúng tôi thi công 7 cái nhà vệ sinh, và 7 cái nhà vệ sinh là mỗi một cái 7 cái nhà vệ sinh là sẽ một cái giải pháp trần nhôm khác nhau. Đấy, các bạn nhìn thấy trần nhôm này rất đẹp, hoa văn. Nếu mà người thường vào đây không biết đây là nhôm ấy, thì không thể biết được đây là cái trần gì, chỉ biết là trần hoa văn trang trí thôi, đúng không ạ? Đấy, toàn bộ chất liệu nó bằng nhôm tấm 30-30 được gài với nhau và đều có khung xương bên trên. Thì trần nhôm này nó có ưu điểm gì? Thứ nhất, đẹp, hoa văn đa dạng. Cái thứ hai được chịu ẩm rất là tốt, tại vì nó bằng chất liệu nhôm, các bạn nhé, không bao giờ rỉ, không bao giờ bị mục lát giống như các loại trần khác. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Là sửa chữa rất là dễ. Các bạn biết là đối với cái hệ trần thường chúng ta để đặt những cái gì ạ? Cái máy gì ạ? Cái cục lạnh này, hoặc là chúng ta để cái phần gì ạ? Máy nước nóng ở phía bên trên, chúng ta cần phải có một lỗ thăm. Như đối với hệ trần thạch cao thì chúng ta phải khoét một lỗ, nhìn nó rất mất thẩm mỹ. Thì đối với hệ trần này rất là tiện, chúng ta có thể gì ạ? Cậy cái tấm 30-30 ở bất kỳ vị trí nào để chúng ta có thể sửa chữa ở trên trần các bạn nhé. Và để tăng thêm cái vẻ đẹp cho trần này thì chúng tôi có làm thêm cái hệ phào. Các bạn nhìn thấy một cái hệ phào góc đấy, có cái hoa văn trang trí tương tự với cái hệ trần, rất là đẹp và bắt mắt. Thì đây là một cái hệ trần dành cho cả phong cách hiện đại và phong cách tân cổ điển. Rồi, các bạn hãy cùng tôi một lượt review một số cái hệ trần chúng tôi làm. Đó, và nếu các bạn đang làm nhà thì cái giải pháp nhà vệ sinh bằng trần nhôm kết hợp với cửa composite, đúng không ạ? Và kết hợp với cái hệ tường trang trí gạch đẹp bắt mắt thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp nhà vệ sinh rất là bền, đẹp và hợp tiện ích về công năng sử dụng. Thì hy vọng thông qua video chia sẻ vừa rồi, các bạn có thêm một cái loại vật liệu mới, có thêm một cái giải pháp mới để có thể thi công hệ trần cho công trình nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.